Các bạn thân mến, Nobestone là thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tăng chiều cao được sản xuất tại Mỹ và hiện thì đang được phân phối trên Amazon, công ty thương mại điện tử đa quốc gia hàng đầu Hoa Kỳ và trên thế giới về sự uy tín và quy mô bán lẻ trực tuyến. Và việc một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được bán trên Amazon là điều vô cùng khó khăn, phải lần lượt trải qua những quy định của bang và liên bang Mỹ, FDA Hoa Kỳ cũng như là sự kiểm định của Amazon. Nubes USA và Nubestone đã mất rất nhiều thời gian cũng như là tâm sức để chứng minh được chất lượng, tính hiệu quả và sự an toàn của sản phẩm để đưa lên Amazon. Và Nubestone cũng đã đăng ký dịch vụ FDA do Amazon kiểm định và hoàn tất. Dịch vụ này sẽ chịu trách nhiệm, lưu trữ và vận chuyển hàng hóa đến tận tay người dùng dưới tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Amazon. Khi mua Nubestone trên Amazon thì khách hàng sẽ có thể truy xuất được những thông tin liên quan đến nhà sản xuất, thành phần, công dụng cũng như là các giấy chứng nhận liên quan đến chất lượng của sản phẩm. Những yếu tố này đã được Amazon kiểm định và xác thực trước khi đăng tải trên website của mình. Có thể nói việc được bán công khai trên Amazon của Mỹ là hoạt động vô cùng quan trọng và ý nghĩa, minh chứng được uy tín, chất lượng và độ an toàn của Nubestone. Vì thế mà khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng cho việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tăng chiều cao Nubestone. Đến đây thì rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi video này của tất cả mọi người. Nubestone, vươn cao nắm bắt tương lai. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.